lên xe này ngầu không? À, lên xe chạy quá ngầu luôn. Ảnh thay cho mình đó, mình chọn, mình mua xong rồi cái giờ mình đi thay. If you only use one finger. Yeah, just one finger. Yep. Push it down. There we go. Yeah. Alright. Món gà của mình là chiên gà lên. Chiên gà lên cho mình đó. Nằm này Jordan. Jordan 125 đồng. Levi 511 nè. Đó. Slim là size 31, 32 này để coi bán nhiêu tiền. Dép á, hiệu quá. Đi hiệu Crocs nè. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay là ngày nghỉ của mình, mà thời tiết thì quá lạnh với lại mưa nữa các bạn. Ngoài trời đang mưa rất là lớn luôn. Hôm nay ngày nghỉ, mình có kế hoạch là mình sẽ đi câu cá, nhưng mà do thời tiết quá lạnh với lại mưa nữa, cho nên hôm nay mình sẽ không có đi câu cá, mà sẽ dẫn các bạn đi vòng vòng cùng với mình để xem một ngày nghỉ của mình sẽ làm những gì nha các bạn. Đi rảnh mà, rảnh mà đi uống cà phê, đi coi đồ, đi mua chút xíu quần áo để dành mặt đi làm, với lại đi mua đồ để mà sửa cái kiếng, sửa cái đồ gạt nước của chiếc xe của mình nó bị hư rồi. Xin mời các bạn cùng theo dõi video để xem một ngày nghỉ của mình sẽ như thế nào nha các bạn. Thì ở Mỹ đi uống cà phê là chỉ có tới Starbucks thôi nha, chứ không có quán cà phê giống Việt Nam đâu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ghé Starbucks mua ly cà phê uống nha. Người ta xếp hàng mua cà phê Starbucks để uống nè, xếp dài luôn. Mỹ rất thích uống Starbucks nha. Họ xếp hàng là tới ngoài đây luôn. Ở ngoài người ta xếp hàng đông quá, mình không có mua được. Mình đi bộ vô trong cửa hàng để mà order ly cà phê uống nha. Mình mới order xong rồi nha. Bây giờ mình đứng ở đây để chờ lấy cái order. Cái này là cái ly cà phê của mình order nè các bạn. Đây công thức cà phê muối mình lấy ra mạng nha. Giờ mình đi ra xe uống rồi. Trời mùa đông nè, thời tiết thì lạnh. Quất ly cà phê sữa đá quá dữ các bạn. Xin mời các bạn uống Starbucks, cà phê Starbucks với mình nha. Mới order trong Starbucks ra. Này là công thức cà phê muối lấy trên mạng. Uống cũng được lắm các bạn. Công thức cà phê muối, chỉ cần bỏ muối vô sẽ thành cà phê muối. Mưa quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vô cái chỗ Bass Pro Shop để mà coi mấy chiếc thuyền với mấy chiếc xe các bạn. Rảnh mà, đi chơi, sẵn tiện quay cho các bạn coi cái này cái kia ở nơi, ở cái thành phố mình sống, cho các bạn biết. Bây giờ là mùa Giáng sinh cho nên người ta trang trí Noel rất là nhiều luôn. Đây là cái Bass Pro Shop lớn nhất nước Mỹ đó các bạn. Ở đây nó bán rất là nhiều loại thuyền luôn các bạn. Các bạn thấy mấy chiếc thuyền lớn không? Quá chừng thuyền luôn, thuyền rồi xe đồ này kia đó. Mình dẫn các bạn đi một vòng coi mấy chiếc thuyền. Chiếc này giá 54.845 mà các bạn trả payment mỗi tháng đó các bạn là 428 đồng cho một chiếc Tahoe. Hàng khủng các bạn. Chiếc thuyền này quá đẹp luôn, quá trời bự luôn, nhìn đã không? Mỹ nó hay thích mua thuyền để mà nó đi câu cá nữa. Chiếc này quá dữ luôn, chiếc này bán 56.355, trả góp mỗi tháng là 450 đồng. Tahoe. Đi coi mấy chiếc thuyền này mê lắm các bạn. Giống như mấy chiếc thuyền câu cá đó các bạn. Mình mê câu cá nữa cho nên là mình đi coi mấy chiếc thuyền này đã lắm. Chiếc này giống như chiếc này bán 33.115 đồng, trả góp mỗi tháng 293 đồng. Nhưng chiếc này bán 27.000 nè. Đó, thuyền câu cá có hai cái ghế ở trong với một cái ghế ngoài để đi câu cá nè.
Chiếc này thì bán 50.000, giá bán 453 đồng trả góp mỗi tháng, giá bán là 50.265 đồng. Quá dữ luôn. Chiếc này là bán 65.770 đồng. Cho các bạn coi chiếc thuyền nè, quá đẹp luôn. Quá ngầu luôn các bạn. Mình quay YouTube không biết tới chừng nào đủ tiền mua chiếc thuyền đi câu cá nữa. Nhìn mấy chiếc thuyền này mê quá các bạn ơi. Đây là một cái chiếc thuyền mà giống như cái dạng mà các bạn đi đông người đi nhóm đó các bạn, đi ra hồ đồ chơi đó, chạy ngoài hồ đồ chơi đó. Này không phải thuyền câu cá mà cũng là một cái dạng thuyền thôi. Đó, bên đây nữa nè. Những chiếc này thì bán cũng không quá mắc đâu. Chiếc này mắc. Chiếc này 98.000 luôn các bạn. Chiếc này luôn, quá khủng luôn. Còn chiếc này là bán 53.000. Dẫn các bạn lên thuyền coi nha. Thuyền này là giống như cho gia đình nguyên một nhóm rồi chạy thuyền đi chơi nè, ra hồ đi câu cá rồi đi tắm hồ rồi. Nhưng mà cái này nó không dành cho câu cá nha, cái này dành cho gia đình. Chiếc này là 61.000 nè. Đó, các bạn thấy mấy chiếc thuyền bự đã không? Giờ mình đi lên chiếc thuyền này coi sao nha các bạn. Các bạn thấy ghế sofa rồi ngồi ghế đã không? Này đi mười mấy người cũng được luôn á. Đó, vô ngồi lái thuyền nè, ngầu không các bạn? Quá dữ luôn. Nhìn vô không biết lái làm sao luôn mà nghĩ chắc lái giống như xe nè. Đó, vô ngồi lái thuyền nè, ngầu không các bạn? Quá dữ luôn. Nhìn vô không biết lái làm sao luôn mà nghĩ chắc lái giống như xe nè. Vô số đó nè. Đó, vô số gặt lên nè. Mê thuyền lắm. Tại ở Mỹ này rất là nhiều hồ, rất là nhiều sông hồ đồ. Cho nên mua mấy cái thuyền này mà để mà đi câu cá, là đi chơi gia đình đi câu cá đâu là hết ý luôn. Quá dữ. 60-70 ngàn. Mơ ước thôi các bạn ơi. Đi coi mơ ước thôi chứ biết chừng nào mới có tiền mua nữa. Thuyền trưởng nè, lái tàu là đang tưởng tượng các bạn. Ngày nghỉ mà rảnh mà không biết làm gì. Thời tiết thì mưa gió đồ lạnh đồ không có đi câu được, cho nên vô đây tưởng tượng vì mua được chiếc thuyền hệ thống lái rồi nè. Tàu đồng hồ, quá trời đồng hồ luôn rồi, để nè quá trời nút bấm luôn, không biết bấm gì luôn. Chiếc xe còn biết chứ cái này là không biết luôn. Vô số đồ lái nè như thế luôn. Rất là nhiều loại thuyền các bạn, giá nào cũng có luôn, 40 mấy ngàn, 30 mấy ngàn, rồi 50 mấy ngàn, 60 mấy ngàn, rồi quá chừng loại thuyền luôn. Thuyền câu cá không, nhìn đã mắt luôn các bạn. Chiếc nào chiếc nấy nhìn quá đã luôn. À, chỗ ngồi nè, hai chỗ ngồi nè, câu cá chỗ câu ngồi câu cá phía sau, chỗ ngồi câu cá phía trước nữa nè. Đó, máy móc nhìn đã thì quá đã, quá đã. Đây có hệ thống mà dò cá nữa nè, dò coi có ở dưới nước có cá không nè. Chiếc này bán 28.000 thôi, cũng không mắc lắm đâu, trả góp là 284 đồng tháng. Chiếc này có 16.000 nè, trả góp là 162 đồng một tháng, 16.000 cho chiếc thuyền câu cá. Chiếc này một cái ghế trước và một cái ghế sau. Chiếc này nhỏ hơn mấy chiếc kia một chút mà giá 16.000. Trời, bố mình có tiền mua chiếc này đi câu cũng được nè, trả góp 100 mấy tháng à. Máy cũng bự nè. Đó. Nè, các bạn thấy không, giống như các bạn cái này nó để các bạn là giống như không có tiền lời trong vòng 12 tháng. Sau 12 tháng thì các bạn phải trả 9,99% tiền lời. Đó, góp tùy theo các bạn góp 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm gì đó, tùy theo các bạn chọn thì cái giá nó sẽ chênh lệch khác nhau. Quá dữ luôn. Chiếc này là hợp lý nè, mười mấy ngàn là có thùng đựng cá đây luôn nè, cho đã luôn, câu con nào con nấy xong thảy vô đây luôn. Đầy cái thùng này về ngon. Ở đây là mình quay mấy cái chiếc Tracker cho các bạn coi nè. Chiếc này 800 XX Tracker đời 2023,
giá bán là 2.000, 20.000. It's okay, you good, you good. Đời 2023 800 SX giá bán là 20.982 đồng. Đó, mấy xe này vô off road đi trong rừng suối đồ. Rừng đã luôn. Đó. Hai chỗ ngồi. Có cái thùng sao nữa nè. Có dữ, có dữ. Xe này chạy rừng đã lắm nè. Đó, xe chiếc mấy chiếc này nè là mấy màu chạy trong rừng. Sướng luôn. Coi chiếc này nhiêu tiền. 21.000 luôn, camo đó, tracker 800 SS LE đời 2023 camo giá bán là 21.127. Xe đẹp không, ngầu không? Mấy ngàn chiếc cửa nè, tổng lại xe này để chạy trên mấy cái đường rừng rồi đường núi rồi hoặc là vô farm nữa các bạn, chạy sướng lắm, không sao lầy lội bên trong xe nè, đơn giản không có gì chân, có đạp thắng với đạp ga nè, đạp ga là ủi nụi liền luôn, đồng hồ nhỏ xíu. Thì các bạn biết dân Mỹ trắng các bạn là rất là thích, giống như họ mua nhà ở trong mấy cái farm, mấy cái vùng nông thôn, vùng quê đó, gần rừng sông suối đó, họ mua những cái xe này nè, họ chạy vòng vòng ở trong đó để chở đồ hoặc là đi cái này đi kia, đồ đi câu cá, đồ đi săn bắt đồ này kia, các bạn họ dùng những cái xe này đó các bạn. Mỹ trắng là khoái chơi mấy cái này lắm nha, cho nên ở Mỹ người ta bán mấy cái này nhiều lắm. Mình thì thấy mấy xe này thích thôi chứ mình không có mục đích sử dụng mà, cho nên coi chơi quay chia sẻ cho các bạn coi thôi. Tracker off road, đây là đúng off road luôn á, chạy không sợ lúng luôn á, kiểu nào cũng ban được hết luôn nha, dữ dằn lắm đó nha. Còn chiếc Tracker 600 này đã giá bán có 9.000 thôi à, vô mắc lắm đâu, 9.000 mà các bạn có thể trả góp được nha. Đó, cái chiếc này nhìn quá ngầu luôn, quá đỉnh, đỉnh của đỉnh, đem ra chạy vòng vòng đi vô câu cá rồi vô rừng rồi chạy vòng 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 sướng luôn. Bình này chở gì không biết nữa, tự nhiên gắn lên xe bình này chắc chở miếng đá hay gì á. Xe đẹp không, quá dữ luôn. Lên xe này ngầu không? À, lên xe chạy quá ngầu luôn. Mạnh lắm nha, mình có từng thử chạy chiếc xe này tại mình đi tới cái farm của một cái người cô đó. Lâu lắm rồi, mình có chạy thử xe này ra ngoài chạy mạnh lắm, đã lắm rồi. Chạy là không có sợ bị lúng nó này kia đâu. Ngầu lắm luôn. Bạn nào mà đam mê mấy cái bộ môn tracker, mấy cái bộ môn off road rồi đó, vô rừng vô suối cắm trại ở Mỹ này mua mấy chiếc xe này đi sướng luôn. Chiếc hồi nãy mình ngồi thử là 9.000 mấy, chiếc này bán có 6.500 rồi. Rồi. Chiếc này có 6.500 luôn. Mua trả góp thì chắc tháng góp không có nhiều tiền hết rồi. Đó, chiếc này 6.800 nè. Chiếc này cái màu ngầu không? Cái màu giống như đi vô rừng rồi ngụy trang đâu được đó. Chiếc này bán 9.000 nè. Tracker off road. Có thêm mấy cái kẹp này để mà gắn gì cũng biết nữa. Chiếc này thì 8.755 đồng. Đó. Ở đây có một loại mà tracker off road khác nữa nè. Cái loại xe này thì giống như cái chiếc hồi nãy mình quay ở đằng kia, nhưng mà loại loại khác ta, nó không có kiến, không có mui gì hết trơn á, các bạn về muốn gắn cũng được, không gắn cũng được, mà gắn thì chạy được mùa đông, còn không gắn thì chạy mùa hè thôi. Mà các bạn biết là nó chịu mưa gió đồ thoải mái luôn, không sợ mưa gió gì đâu. Hả, mở cửa nè, không có kiến, không có mui, không có gì hết á, chỉ cái khung xe thôi là lên chạy thôi. Mưa gió thì không sợ gì đó, chỉ sợ ướt thôi, chứ không sợ gì hết. À, đã không? Mấy chiếc off road này quá đã luôn. Đụn 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 luôn.
sau khi coi một vòng thì mình chợt tỉnh giấc nha các bạn. Nãy giờ mơ không thôi à, chứ chưa có khả năng chơi mấy cái con này, cho nên tiếp tục đi chỗ khác các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ghé cái chỗ Autotron nha. Chỗ này là Autotron, thì chỗ này là chuyên bán về phụ tùng xe cộ, tất cả những cái loại phụ tùng mà bạn cần muốn mua luôn, nhớt đồ này kia hoặc là những phụ tùng sửa chữa đó. Thì có rất là nhiều chỗ bán những cái phụ tùng sửa xe, nhưng mà mình hay tới cái chỗ Autotron này tại vì ở đây bán giá rẻ, giá cả phải chăng. Mình ghé đây để mà mình mua cái đồ và gạt kiến nè các bạn, nó hư rồi nè đó. Các bạn thấy cái đồ gạt kiến của mình nó bị hư không? Mình giờ mình mua cái này để cho nó gạt nước. Hư rồi. Chắc xài lâu quá nó hư rồi, để cho nó gạt nước các bạn. Bây giờ đi vô bên trong mua đó. À, ở đây bán đầy đủ các loại phụ tùng. Hai. On Rise. Mình nhờ ảnh ra check cho đúng loại nha các bạn. Các bạn thấy ở đây bán xăng, nhớt, đồ đủ thứ loại ra chợ, lau chùi, đồ cho xe đó các bạn. Cái gì bạn muốn mua tất cả gì về xe là ở trong đây nó có hết. Rất nhiều loại. Thì các bạn nào vô đây có thể thay bình rồi mua nhớt con này kia, rồi các bạn không biết tự làm thì các bạn vô đây rồi các bạn mua xong rồi các bạn nhờ mấy anh nhân viên ở trong đây thay cho mình. Các bạn thấy ảnh thay cho mình đó, mình chọn mình mua xong rồi cái giờ mình đi thay. Yes. Yep. Thank you. Yep. Thank you. Have a good day. You too, thanks. À, thay xong rồi nha các bạn. Thay một cái mới rồi, cái đồ gạt kiến mới nè. Không biết thay, không biết làm cũng dễ lắm. Cứ tới mấy cái chỗ này mua đồ xong rồi nói mấy ảnh ra giúp mình thay là mấy ảnh làm hết, không có tốn tiền công thay gì đâu nha. Chứ để các bạn nghĩ các bạn mua về phải tự thay đồ này kia nó hơi cực, không biết thay đồ này kia, giống như mình cứ tới mình nói mình mua xong rồi cái mình kêu mấy ảnh thay cho mình luôn. Thì sáng nay mình đi, mẹ mình có nhờ mình mua một ít đồ ở trong chợ châu Á, thì bây giờ mình sẵn tiền mình ghé chợ châu Á mình mua một ít đồ. Chợ châu Á ở thành phố mình thì nhỏ xíu, không bán nhiều đồ châu Á lắm đâu, mà cần mua gì thì cũng phải ghé đây mua thôi. Ghé đây để mua bó rau răm, mẹ mình nhờ mua bó rau răm, kiếm được bó rau răm khuôn lũi nữa. Không thấy khuôn lũi vậy ta, có bó rau răm, mua một cái củ hành tím nữa các bạn. Mấy cái củ hành tím, bình củ hành tím. Rồi, bình bự dưới vậy. Có cái bình củ hành tím nhỏ nhỏ, hư hết rồi. Bình này bự quá, làm sao ăn hết. Mua nhiều quá thì về không có ăn hết, để nó mọc mầm nó hư hết rồi, uổng rồi mày. Mua bình củ hành tím. Thì các bạn biết thành phố mình ở là thành phố lạnh, tiểu bang lạnh, cho nên là chợ Việt Nam rau cải mùa này là mùa đông đó. Quay sơ sơ cái chợ Việt Nam, cái chợ châu Á ở chỗ mình sống như các bạn coi nè. Thấy chán không? Không giống như mấy thành phố lớn Dallas, Houston rồi đó. Giờ mình đi tính tiền hai này. Các bạn thấy chợ châu Á của mình chán không vậy? Bởi vì mỗi lần mà mình đi qua thành phố lớn nào mà mình chơi hay là mình đi công chuyện gì đó là mình mua đồ dữ lắm. Tại vì bên đó vừa bán rẻ mà vừa đồ tươi, đồ ngon, đồ mới đó. Còn ở đây chán lắm. Mùa đông
như vậy là thê thảm luôn. Rào cải là mùa mắc thì là mắc luôn, mà không còn ngon nữa chứ. Thì cái chỗ tiếp theo mình dẫn các bạn đi coi đồ, đi vòng vòng chơi với mình đó là Academy nha. Ở đây cũng chuyên bán về đồ thể thao, về đồ outdoors. Thì mình vô đây sẽ cho các bạn coi một số đồ. Academy này thì cũng khá là nổi tiếng ở Mỹ rồi. Ở thành phố, bất cứ thành phố nào cũng có. Bán đủ loại xe đạp luôn, xe đạp bánh chà bá luôn. Quá chuyện xe đạp luôn, chuyên về đồ thể thao. Đó, mấy cái dụng cụ luôn. Quay sơ sơ cho các bạn coi. Quá chuyện luôn. Đây cũng có quần áo nữa nha. Đồ Adidas, Under Armour, Nike rồi đó. Đủ thứ loại quần áo về thể thao. Bán quá trình đồ luôn, Nike nữa nè. Đây thì có giày dép đồ đủ loại luôn, không chỉ quần áo Nike, Adidas, Crocs. Đây là khu vực đồ câu cá nha, fishing, cần câu, máy câu rồi đủ loại luôn, quá chừng luôn. Nhưng mà hôm nay mình không có đi mua đồ câu cá, mình chỉ dẫn các bạn đi coi vòng vòng ở trong cái chỗ này thôi. Quá chừng đồ câu cá luôn, mà hôm nay mình sẽ vô đây để mà mình coi một cái loại này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi nha. Đây là cái khu vực mà mình muốn cho các bạn coi ở trong Academy ngày hôm nay này. Đó là khu vực bán mấy cái nỏ này. Nỏ với súng các bạn. Đó. Quá chừng loại súng luôn. Rất nhiều loại súng. Dọc cái này là quá chừng súng luôn. Do lần trước mình đi vào cái chỗ mà câu cá crowd của mình á, là cái khu vực mà có rất là nhiều gấu, cho nên số các bạn khán giả kêu mình nên mua súng để mang theo khi mà mình đi vô rừng hoặc đi câu những cái chỗ nguy hiểm như vậy. Hôm nay mình tới đây để coi thử mấy cái loại súng coi giá cả như thế nào nha. Các bạn thấy quá chừng súng không? Mua súng ở Mỹ này thì cũng dễ lắm các bạn. Nếu các bạn có quốc tịch thì người ta sẽ check cái background của bạn rất là nhanh. Nếu không có quốc tịch thì người ta check mất 2-3 ngày. Đó. Quá chừng hiệu súng luôn, mình không có rành súng. Cho nên mình chỉ quay thôi. Đó, đủ loại súng giá 499. Đó, quá chừng súng luôn nè, 1,600, 899. Thấy gọi rọi qua cái tủ kiến không biết các bạn có bị thấy nó mờ mờ không nhé. Quá chừng loại súng luôn. 500 mấy cũng có, 200 mấy cũng có nữa nè. Đủ loại súng luôn. Còn ở phía trên đó là súng trường, súng dài, súng săn nào đó, có ống ngắm nào đủ thứ loại. Mua súng ở Mỹ là không có khó nha, sử dụng cũng không có khó luôn. Nếu mà các bạn muốn sử dụng súng ở Mỹ thì vẫn có thể sử dụng được, không có bằng cũng được. Không có bằng thì các bạn phải đeo phía bên ngoài nè, cho người ta thấy là mình có súng. Còn có bằng thì các bạn được giấu súng ở trong người. Rất là nhiều loại luôn. 300 mấy cũng có, 400 mấy cũng có, súng nhỏ, súng ngắn đồ này kia. Đó, quay cái súng quá chừng luôn, quá chừng loại súng luôn. Mình thì mình không rành mấy cái loại súng này đâu. Nghĩa là quay cho các bạn coi súng mà. Đó, mấy cái súng rồi. Chà bá nữa. Cây này 1,500, cây này 502, cây này 507 nữa. Đủ thứ loại giá, đồ lóc, bắn đạn 9mm là 9mm hả? Mình không biết nữa, không rành về súng nha. Đó, quay súng cho các bạn coi nè. Đó, cây này có 300 đồng. Cây này thì 550. Đó, rất là nhiều loại súng luôn. Đó, G22, chắc mình nghĩ là Glock đó các bạn. Thì các bạn thích cái loại súng nào thì các bạn có thể nói người ta lấy ra cho các bạn coi các bạn. Bây giờ mình kêu canh trong đây, mình lấy thử cho mình coi một số các mẫu súng nha. Excuse me. It's the G, does that mean Glock? Yep, that's one of the Glocks. It's Glock 19. Glock 19. This one, the Glock 43. Yep. Can I see one? Yep.
Which one better for Glock? I carry a Glock 19. 19? That's what I carry. If I don't have a license, I need to show the guns out for when I'm wedding. Not in Missouri. Not in Missouri. You don't have to have a license in Missouri to carry. We need to get the license for gun. Oh, we don't need. You don't have to have one in Missouri. Nope. Because I'm go fishing in a good in the river somewhere. So nope, you don't have to have a license in Missouri. This one is 650. Yes, sir. Oops, how to turn? Không gần gì đúng lắm nha. It's good. It's the bullet says 9mm. It's gonna be 9mm, yep. I'm not pressing it right here. What are you gonna do? Nope. Stick right there, your thumb. Yeah. You just gonna hit that down. Oh, yeah. Yep. Yeah. Yep, you only use one finger. Yeah, just one finger. Yep. Push it down. There we go. Yeah. Cái súng này. 650. How long to check the background if I want to buy? You have your Missouri license? Yeah, Missouri license. Missouri license. US citizen? Yeah, I was just making sure. So you have your Missouri license with your current address? Oh, yeah. Do you have your current address on there? Yeah, but I just want to ask how long to check the background for them? Probably 15 to 45 minutes. Oh. Kind of in between that time frame. Yeah. All right, thank you. No problem. Anything else you want to take a look at? The smaller one. Yeah. Is that a little bit? Yeah. Because at this time, first time. Yeah. That's why I don't know how to use it a lot. Yeah. These are all the short, the smaller light. This is a Glock light. It's a better. I'm a Sig fan personally. Just Sig open is my there. Favorite. Sig 365. Yeah, can I show some over there? Yeah, let's go. It's over here? Yeah. For the first time, wear a gun. Yeah. That's why a lot of question for you. No problem. That's what they pay me for. Mm-hmm. Oh, no problem. This one, the brand is You're gonna want to pull back. Oh. Push down. Pull back, push down. There we go. Yeah. Nine mm too. Yep, that's gonna be 9mm. That is the NRA edition, so it's gonna come with 2 10s and a 12. Make a song. All right, thank you. Yep, no problem. Anything else you want to take a look at? It's okay. Let me thinking about that one and the smaller one. I like the smaller one. Yeah, yeah. Just holler at me if you want to take a look at anything else. All right, thank you. Yep, no problem. Mình gọi hai cây, mỗi cây là 650 các bạn. Thì mình mới nói chuyện với các em bán hàng đó các bạn. Thì trước giờ mình nghĩ là cần phải có license. Nếu không có license thì phải show cái súng cho người ta coi. Nhưng mà các bạn đã nói là theo cái luật mới bây giờ ở tiểu bang Missouri thì mình không cần license nữa, mình không cần giấy phép nữa, mình vẫn có thể mua súng cất đâu cũng được. Mình coi thấy hai cây đó 650 một cây, hai hiệu khác nhau, một cái Glock với lại một cái gì đó. Thì mình thấy thích hai cây đó, nhưng mà để mình suy nghĩ các bạn, 650 lần mình xin, tại mình cũng hơi theo kiểu Việt Nam, cũng biết là có muốn mang súng ở trong người đi vòng vòng không, cho nên mình sẽ suy nghĩ thêm về cái việc mua súng này nha.
tiếp tục đi một chỗ khác thôi các bạn, vòng vòng cho hết ngày nghỉ ngày hôm nay. Đi được chỗ nào quay lại cho các bạn coi, chia sẻ cho các bạn coi, cho các bạn biết cuộc sống đời thường ở Mỹ như thế nào. Trời mưa quá các bạn ơi, đi quay vòng vòng, đi chơi vòng vòng sáng giờ cho các bạn coi mà trời vẫn còn mưa lớn luôn. Thời tiết hôm nay thật là chán luôn. Chạy lẹ. Đói bụng quá, bây giờ mình sẽ đi ăn nha các bạn. Hey, can I get a chicken only? What do you want size? Two size, fried rice and vegetable. No, thank you. No, thank you. Đây mình có cơm chiên với rau cải. Do you take Apple Pay? Cơm chiên với lại mình sẽ chọn cơm chiên với lại rau cải, rồi người ta sẽ xào thịt bò cho mình nha. Thank you. Mình kêu cái món là gà teriyaki. Món gà của mình là chiên gà lên. Chiên gà lên cho mình đó. Can I have an extra sauce? Xin thêm sauce. No, thank you. Xong rồi các bạn. Mình lấy cái phần cơm của mình ra nè. Bạn thấy phần cơm của mình không? Cho chút xíu tương ớt vô nha. Nói order xong cái cơm nha. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ ngồi ăn cơm của mình nha. Ở đây là cái phần cơm gà teriyaki của Nhật, xào theo của Nhật. Mình đi sáng giờ đói bụng rồi, mua cơm ăn. Xin mời các bạn ăn cơm gà xào teriyaki kiểu Nhật với mình nha. Đó. Đi quay sáng giờ cũng đói bụng rồi. Sáng dậy thì không ăn sáng, ghé mua ly Starbucks uống thôi. Đi quay nãy giờ rồi, đói bụng rồi. Bình thường mình ăn cơm mẹ mình nấu mà. Hôm nay đi ra đường đi quay sẵn ngày nghỉ nữa. Nên order một cái cơm ăn cho đỡ đói. Lấy sức đi quay tiếp các bạn. Thời tiết hôm nay xấu lắm nha. Vừa lạnh mà vừa mưa nữa. Rất thích ăn đồ ăn ở chỗ cái quán này nha. Nhưng mà do mà hàng ngày đi làm rồi ít cứ ghé đây mua đồ ăn lắm. Ăn cơm mẹ mình nấu mà. Mà cái thời tiết lạnh này nếu mà có tô phở hay gì ngon ngon, nước nước nóng nóng là ngon lắm luôn. Mà rất tiếc thành phố mình ở là thành phố nhỏ, nó không có mấy cái nhà hàng Việt Nam. Có nhưng mà nhỏ nhỏ, không có mấy cái nhà hàng Việt Nam lớn lớn để mình đi ăn tô phở. Cho nên mình ghé đại vô đây ăn cái món mình thích là cơm gà xào teriyaki. Sau khi ăn cơm no rồi, bây giờ mình sẽ ghé một cái tiệm này để mình coi dài các bạn. Thì cái tiệm mình coi dài sẽ là James Sport. Mình sẽ vô đây coi dài. Coi có sale hay là có đôi nào mà mình thích không? Cái này là Nike gì nha. Nike Air Max nè, giá 130 đồng. Còn đôi này là Nike cổ cao, giá 80. Còn đôi này là Nike Air
thôi, 115. Đôi này này thì giá gì ta, 75 đồng. Dạ, thank you. Cái này là Nike Air mà Nike Jordan, Jordan 125 đồng, 125 đồng cho đôi này. Đây là 115 đồng. Bên này là khu vực của giày Adidas nha. Bên này là Adidas nè. Đây là đôi này là 100. Đôi này là 190 đồng, sale còn 100 đồng. Are these running? Mm-hmm. Are these running? Yes. Put that in the women's section. Cool, then you want to try that one on? Size này 160, sale còn 80. Có chừng dài đẹp luôn. Còn đôi này 70 đồng các bạn. Đôi này giống như mình đang mang nè. Đôi này các bạn, mình đang mang nè. Rất nhiều mẫu giày đẹp nhưng mà mình chưa thấy đôi nào mình ưng ý hết rồi. Cái chỗ tiếp theo mình vô coi đồ để mình kiếm đồ mua đó là Marshall nha các bạn. Thì ở đây là giống như chuyên bán những cái đồ mà nó qua season đó các bạn. Đồ hiệu cũng có mà đồ thường cũng có, thì nó sẽ bán với cái giá rẻ hơn. Chỗ này với lại TJ Maxx đồ này kia giống nhau, bán những cái đồ qua mùa một chút nhưng mà sẽ bán với giá rẻ. Giống như một cái đôi mà hiệu Timberland nha. Timberland là hiệu khá nổi tiếng của giày boot nam để đi mùa đông rồi đó. Giá bán là 60 đồng. Giá bình thường nếu mà các bạn mua mới thì đôi này cũng cả 100 đồng thôi, nhưng mà vô đây nó còn 60 đồng. Timberland này thì 70. Cái đây mình lựa được hai đôi giày nha, một cái đôi Timberland này mình mang thử nha các bạn. Còn cái đôi này là hiệu Ordo, nên mình thử hai đôi coi có đôi nào mình ưng ý không. Ưng ý thì mình sẽ mua nha. Các bạn thấy mình mang đôi này sao các bạn? Đẹp không? Mua ok phải không? Not something.
Đoạn này ghi xe số 10 nhưng mà mang vô bị chặt nha. Không được các bạn, chặt quá. Đoạn này mình sẽ suy nghĩ thôi. 60 đồng thì áo quần ở đây cũng rất là nhiều hiệu nha các bạn, thấy không? Hiệu CK nè, hiệu James nè, hiệu Nautica nè, đó mấy cái này cũng là đồ hiệu không nha. À, nó qua mùa rồi cái nó đem xuống đây nó bán giá rẻ hơn. Đây là Izod, New Balance nè, đó. Kiếm coi mình có cái nào mình thích với lại cái nào mình mặc vừa đó các bạn thì mình mua. Để dành mặc đi làm đồ này kia các bạn. Cái này là hiệu Tommy nè. 40 đồng một cái nè. Mà hiệu CK nè, CK này để mình coi giá nó đang sale bán 28 đồng cái này, 28 đồng cho cái áo sweater và cái áo khoác mỏng, 28 đồng hiệu CK. Cái này là của Tommy ha, 29 đồng, 99 là 30 đồng, Tommy nè. Áo thun hơi dày dày để các bạn mặc cái mùa những cái lúc mà không quá lạnh thôi. Sweater là mặc những cái lúc mà xe lạnh thôi. Một cái pomper nè, cái này cũng nhìn đẹp quá. Này thì bán bao nhiêu tiền để mình coi giá. 25 đồng cái này thôi. Cái pomper nè. Cái này thì hiệu Denim and Flower. Hiệu này mình hơi không biết lắm. DNF. Mình thấy vải cũng đẹp. Giá cũng ok nữa. Giờ mình sẽ mặc thử cái áo này nha. Nãy mình thấy cũng thích. Cũng được 25 đồng. Mặc thử. Nhưng mà cái màu này nó hơi sáng các bạn, mình mập nữa, mình mặc cái màu hơi sáng này thì nó áo thì đẹp nhưng mà màu thì mình chưa có ưng ý lắm nha, nhưng phải kiếm cái khác à. Đây có áo Adidas nữa nè, 8 đồng nha các bạn, 8 đồng bạc con cái, giá đỏ luôn rồi, và sale nhiều rồi nè, 8 đồng cái nè. CK, cái này nhiêu ta, 25 đồng. Adidas này cũng 8 đồng. Đây
là quần nha. Quần nha các bạn. À, Levi nè. Levi 511 nè. Đó. Slim là size 31, 32 nè. Để coi bán nhiêu tiền này. 25 đồng chọi quần Levi đó. Quần xịn đó các bạn. Đó, 25 đồng cái. Quần thì cũng nhiều loại lắm. Quần này là Deacon White nè. Đó, Deacon White 20 đồng một cái. CK nữa nè, quần CK nè. À, 35 đồng cái quần CK này. Quần này là của Deacon White luôn nè. 25 đồng nha. Deacon White luôn, 25 đồng. CK. Này coi, đó CK nè, cái quần này màu đẹp ghê. 35 đồng cái quần này. Chỗ tiếp theo mình muốn dẫn các bạn đi là Burlington. Chỗ này cũng chuyên bán về quần áo giày dép nam nữ. Giống như áo thun hiệu Guess nè. Ở đây nó bán 15 đồng cái này. Áo thun hiệu Guess đàng hoàng nha. Vô những cái chỗ này các bạn phải chịu khó kiếm thì các bạn mới thấy được những cái các bạn muốn. Giống như áo sơ mi nè, DKNY nè, áo này bán 20 đồng. Ở đây là áo sơ mi hiệu Michael Kors nè, 25 đồng các bạn. Michael Kors nè ha, giá bán của nó là 25 đồng. Nếu các bạn mua ở giá trong hãng thì nó sẽ mắc hơn. Mà đem ra đây rồi thì cái giá nó sẽ sale rẻ xuống các bạn. Giống như cái này hiệu Banana Republic nè, chỉ bán có 11 đồng thôi. Hiệu này cũng là hiệu tốt nha, cho những cái người trung niên. DKNY nè. Cái này là hiệu Guess nè. Hiệu Guess 17 đồng. Chịu khó kiếm ở trong mấy chỗ này các bạn sẽ kiếm được những cái đồ đẹp. DKNY. Nè, Guess nè. À. Này bán 15 đồng. À. Cái áo thun cũng đẹp đẹp. Đây là áo khoác Levi nè. Áo da của Levi đó các bạn. Dép hiệu Crocs nè. À, hiệu Crocs luôn nha các bạn, chứ không phải là hiệu giảm đâu nha, bán 25 đồng thôi nè. Đó, bình thường bán 60, mình vô đây còn 25 đồng. À, đây này là của Adidas nè, là dép. Bán với giá là 20 đồng. Đây này là hiệu Nike nè, Nike nè. À, có Nike luôn các bạn. Coi coi. Nike này là 35 đồng đôi. Đây là Fila nè, Fila là 25 đồng. Đây này là Tommy nha. Đây của Tommy. Tommy này không thể để giá ta. Giá đâu rồi ta, chắc mất giá, không biết giá nhiều. Đôi này là hiệu gì cũng không biết luôn. Đôi dép nè. Đôi Nike. Đôi này là Adidas nè, 37 đồng. Cho đôi Adidas này. Puma nè. Puma này bán nhiêu tiền ta? 40.
Adidas này 40 nè. Thì sáng giờ mình cũng dẫn các bạn đi vòng vòng những chỗ mình thường hay đi, những cái dịp, những cái ngày nghỉ, những cái lúc rảnh. Hôm nay mình không có chủ yếu là đi mua đồ, chủ yếu là dẫn các bạn đi coi những cái chỗ mình hay đi lui tới để mua đồ, rồi đi kiếm đồ rồi này kia đó các bạn. Thì video của mình cũng dài rồi, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video kế tiếp. Nếu các bạn nào thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ tinh thần mình nha các bạn, để mình có thể tiếp tục ra được nhiều cái video mới hơn, hay hơn và tốt hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở một video kế tiếp. Bye bye.